nhìn trẻ quá so với tuổi. Nên là tại vì em cũng muốn một người trưởng thành á, có một cái suy nghĩ nó trưởng thành hơn nữa. Đó nên là em không biết giờ nói sao nữa. Em nãy em nói em nhiêu tuổi? 25. 25, 25 mặt vậy đúng rồi chứ 25 gì trẻ gì nữa. Tuổi trẻ hay là cái mặt trẻ? Mặt trẻ. Chứ em nói ảnh nhiêu tuổi? Tại lúc đầu em cũng nghĩ chắc nhỏ hơn em, nhìn nhỏ hơn em. Trời đất ơi. Khen anh trẻ thì rất là cảm ơn. Thì em nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Là một con gái rất là dễ thương. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Rất là giống cái tiêu chuẩn của anh mà đi đi. Sao? 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 Nãy em chê ta lùng. Nãy em nói em muốn 1m6. Bây giờ em nhìn ta mà ta lùng hơn 1m6 mà em nói đúng không? Em đâu có chê gì đâu chị. Về ngoại hình. Cao trên 1m6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Thì nói về cái tiêu chuẩn của bạn gái mà chị. Mà giờ hỏi cảm nhận sao thì bạn này rất là vừa ý với em. À, dễ thương á chị ơi, cái tiêu chuẩn chị ơi. Bây giờ cuối cùng là vừa ý hay không vừa ý? Rất ok chị. Rất ok phải không? Dạ. Nghiêm túc vô nha, bạn gái hồi nãy là khen em trẻ nhưng bạn gái có thòng theo đó chê em đó, biết chê gì không? Hai trẻ con phải vậy? Đúng rồi. Mình phải chứng minh cho bạn gái thấy là cái đó là cái mặt của mình vậy thôi, mình trẻ thôi, đúng không? Nhưng mà tính cách của mình là chỉnh chạc để có thể lo được, chở che được cho bạn ấy. Dạ. Bởi vì phụ nữ thì bây giờ là cái tuổi này là tuổi để mà tiến tới hôn nhân rồi, chứ không phải là tuổi quen đùa vui nữa. Chị Tường sẽ cho em thời gian để tự thể hiện bản lĩnh, lấy lại phong độ, chứ nãy giờ người ta thấy em hơi trẻ con rồi đó. Rồi, mời hai bạn ăn bánh và uống nước và trò chuyện nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chào em. Thì đối với anh á, thì vô cái cách ứng xử với người khác thì mình nhiều lúc thấy mình có nói cũng buồn quá nên mình phải mở lòng ra một chút. Dạ. Tại vì cái tính anh từ thời cấp 3 là mình ít nói rồi. Nên sau khi trải qua cái sống ở xa nhà nên mình cũng thay đổi một chút. Mình trẻ con không phải trẻ con về cái chuyện mà mình nói chuyện nay có mấy câu mà mình trẻ con là không phải. Nó thể hiện qua cái cách ứng xử của mình, cái cách mà mình quan tâm bạn gái mình như thế nào. Thì lúc nghe giọng thì em thấy như vậy thôi. Còn khi để mình mà có cái... Dạ, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em ở Đắk Lắk, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là quản lý sản xuất của một công ty thực phẩm. Thế em vào thành phố là em ở với ai? Dạ, em ở với anh của em. Ba mẹ thì còn ở ngoài quê. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Tuyết Lan, 24 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Em làm công việc gì? Dạ, em làm giáo viên tiểu học ạ. Giáo viên tiểu học. Vậy quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Đắk Lắk. Ba mẹ em đã vô đây sinh sống được hơn 12 năm rồi chị. Có khi nào mình nghĩ sau này rồi mình lấy chồng mình lên thành phố mình ở không? Dạ, em chưa nghĩ tới đây. Chưa nghĩ tới, giờ bắt đầu mình tập nghĩ vừa đi lần lần như là vừa rồi ha. Dạ. Rồi, vậy điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Kiểu cũng hơi đảm đang một xíu chị. Dạ, nên đó cũng là điểm yếu của em. Khi cứ quan tâm người khác quá thì cũng gây cho người ta cảm giác khó chịu. Giống chị đó, bởi vì chị cũng ế đó em. Thế như là mình quan tâm tao quá. Nhiều khi mình có lòng tốt mình điện hỏi anh ở đâu, anh làm gì mà người ta tưởng nó là mình đang thăm dò, phải không? Chứ đang gọi là đang điều tra. Nhưng thật ra là mình chỉ muốn hỏi thăm để có gì mình mua đồ ăn tới, mình lo sức khỏe. Cho nên là các bạn trai nào mà có ý đồ á thì các bạn trai đó mới thấy phiền. Chứ những bạn trai nào yêu thương mình, người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nên em yên tâm, chưa gặp đúng đối tượng thôi. Đúng đối tượng thì sẽ ok hết. Dạ. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Vui vẻ, hòa đồng, dễ gần mà có tính tự lập. Còn điểm yếu của em thì em thẳng tính quá, là nhiều lúc cũng dễ mất lòng người khác, cũng ít nói một chút, cũng hay ngại đám đông. Thế giờ tình trường em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì trước giờ thì em trải qua một mối tình và quen cũng được 4 năm thời cấp 3 vậy. Thế sao chia tay? Trong quá trình quen nhau thì những cái năm cuối thì cũng cãi nhau nhiều quá. Cãi vì quan điểm không phù hợp hay cãi vì có người thứ ba xuất hiện hay là vì mình không quan tâm đến nhau, có một cái lý do gì cụ thể chứ? Chắc mình cũng không có chu đáo rồi, cũng lo cho bạn ấy lắm đó, thấy chưa? Cũng không sâu sắc trong chuyện tình cảm thôi chị. Khi mình quyết định mình quen ai thì mình cũng phải dành chút xíu cái thời gian mình quan tâm đến người đó chứ. Đúng là con gái rất là dễ bị tủi thân. Lúc đó trẻ khác, còn tuổi này là cái tuổi bắt đầu kết hôn được rồi. Mình quen một cái thời gian nào đó mình cũng phải tính đến chuyện lâu dài. Giống như bây giờ chị quen ai mà từ 6 tháng rồi mà chưa có ý định mà đưa về nhà hay là một cái gì đó mà nó xa hơn thì thôi chia tay sớm bớt đau khổ. Thời gian đâu mà chờ đợi, đúng không em? Dạ. Nhớ nha, phụ nữ nào cũng vậy, cho nên các quý ông phải rút kinh nghiệm. Còn em, tình trường em sao nè? Dạ thì cái mối tình đó là hồi em học đại học chị, cũng 2 năm.
Còn gần đây thì em chỉ có tìm hiểu ba bạn nữa, nhưng mà mình thấy không hợp nên là mình thôi chứ không có tiến tới. À, chỉ mới là tìm hiểu thôi. Dạ. Còn cái mối tình hồi xưa đại học 2 năm thì lý do sao chia tay, còn nhỏ quá hay sao? Dạ, tụi em còn nhỏ quá, chưa có cái dự định gì cho tương lai hết. Thôi cũng không trách được, cái đó là tình học trò mà, đúng không? Thì bây giờ nè mới là quan trọng. Rồi thế thì em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có là được chị. Trời ơi, sao có được được em vậy? Có là được là chết à. Em đùa thôi chị. Tại vì mấy bạn của em á thì cứ mong chờ của em hết ế đi. Nói chung em cũng không khó tính lắm mà. Tại sao cứ tìm hiểu xong rồi người ta cứ lẳng lặng bỏ đi thôi chị? Ủa, người ta lẳng lặng bỏ đi hả? Dạ. Kỳ vậy. Em cũng không biết nữa. Nên là cái gu bạn trai của em thì hơi cao một xíu, với người cũng hơi to xíu để che chở cho em kiểu như em bé nhỏ. Cụ thể em muốn cao nhiêu, to nhiêu, nói thử coi. Dạ, 1m7 trở lên đi chị. 1m7 trở lên. Này, mét mấy? 1m8 gì? 1m8 mấy? 1m8. 1m8? Dạ. Dư rồi. Cao quá không em? Dáng mà mày dài cao lên nha. Dạ, không biết sao em cứ gặp người cao dễ yêu ạ. Mà em thích vậy mà, đúng không? Còn gì nữa không nè? Mắt, mũi, miệng nè, ngoài tóc mà, tóc tai nè, quần áo, ăn mặc nè. Dạ, ăn mặc lịch sự là được rồi chị. Bạn đó phải chân thành một xíu. Chứ thường á, mấy bạn em gặp thì lúc đầu rất là chân thành, nhưng mà sau đó một thời gian khi người ta đã không muốn, người ta sẽ tìm những cái lý do nó không có chính đáng á chị. Tại tao không thích mình đó em, chứ thích là nhưng nó khác liền. Nhưng mà lúc đầu đã, nếu không thích thì lúc đầu mình đã không thích. Mất thời gian của nhau đúng không? Đúng rồi chị. Phải phân minh trong mối quan hệ. Nếu thật sự nghiêm túc đến, thấy đó là cái đối tượng mình mong muốn thì hãy tìm hiểu. Còn không thì nên nói rõ ràng với nhau, đâu ra đó. Ngay cả trong lúc quen nhau cũng vậy nữa. Có nhiều người không hiểu cái từ văn minh của Tường nói. Dạ thưa các quý ông, văn minh là như vậy đó. Chúng ta mọi thứ phải thẳng thắn, phải tôn trọng, phải xây dựng. Còn nếu chia tay cũng phải chia tay trong một cái sự rõ ràng và minh bạch. Rồi, vậy em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình? Cao trên mét 6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Thấp hơn được không? Em cao được rồi, người ta cao chí, người ta cần người che chở. Tại vì em mới 8 vậy mà bạn ấy mà mới cao, bạn thấp quá cũng kỳ lắm. Ta mang dài lên 2 tấc cũng được vậy. Gì nữa? Bạn nữ thì dễ thương một chút. Bạn ấy phải nói nhiều nghe một chút. Tại vì em ít nói mà. Tình cảm một chút về trong cái cách ứng xử á chị. Khiêm tốn quá à, muốn cái gì cũng một chút thôi chứ không cần nhiều. Ha. Rồi, đâu được coi hình hai bạn coi. Một chút, wow. Đó, có một anh chàng đẹp trai, cao ráo, cao 1m8, một chút ở trọng. Trời đất, một cô gái bé nhỏ xinh xinh. Lựa đi. Nãy em chưa biết cái chiều cao của bạn ấy rồi đi. Là 1m6, tao nói tao không tới rồi. Tao nói nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Tự tìm đi. Đâu, anh nào? Anh nào? Thôi, cái đó giờ dễ chọn. Anh đó phải không? Dạ. Chắc chưa? Sao chọn anh đó? Theo cái chiều cao thì em nghĩ là anh này. Vậy là em thích đầu bù tóc rối, đúng rồi. Bên đây, cô nào? Thì chắc con này vậy. Sao chọn bạn đó? Có nét dễ thương. Rồi, để xem coi hai bạn chọn đúng hay sai. Đúng có thưởng, sai bị phạt. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim này. Ai sẽ là người bị phạt? Ai sẽ là người được thưởng? Thì em chọn sai rồi chứ. Thì em bị phạt đó. Cô gái chọn rất là trúng luôn. Dạ. Đến đây tham gia chương trình thì anh có món quà tặng em. Dạ. Mong anh sẽ thích. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cái này về nhà thì mở ra. Dạ, ok. Rồi, là bí mật là tôi không được biết đó, phải không? Dạ. Trời ơi. Giờ muốn phạt bạn trai gì đây em? Bạn trai hãy hát cho em nghe một bài. Quá đơn giản, hát thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết cho chịu đựng, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Em muốn cả đời này. Hát được đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Chỉ là không thuộc lời rồi, khớp rồi, không tự tin xíu thôi. Rồi bây giờ cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì hai bạn có cảm nhận như thế nào? Mời em gái nói trước. Dạ, thấy bạn đó có phần nhìn trẻ quá so với tuổi. Nên là tại vì em cũng muốn một người trưởng thành á, có một cái suy nghĩ nó trưởng thành hơn nữa. Đó nên là em không biết giờ nói sao nữa. Em nãy em nói em nhiêu tuổi? 25. 25, mặc vậy đúng rồi chứ 25 thì trẻ gì nữa.
tuổi trẻ hay là cái mặt trẻ? Mặt trẻ. Chứ em nói ảnh nhiêu tuổi? Tại lúc đầu em cũng nghĩ chắc nhỏ hơn em, nhìn nhỏ hơn em. Trời đất ơi. Khen anh trẻ thì rất là cảm ơn. Thì em nói chuyện rất là nhẹ nhàng, là một con gái rất là dễ thương. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Rất là giống cái tiêu chuẩn của anh mà đi. Xạo. Nãy em chê người ta lùng. Nãy em nói em muốn 1m6. Bây giờ em nhìn ta mà đã lùng hơn 1m6 mà em nói đúng không? Em đâu có chê gì đâu chị. Về ngoại hình? Cao trên 1m6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Chị nói về cái tiêu chuẩn của bạn gái mà chị. Mà giờ hỏi cảm nhận sao thì bạn này rất là vừa ý em. Bạn dễ thương á chị ơi, cái tiêu chuẩn chị ơi. Bây giờ cuối cùng là vừa ý hay không vừa ý? Rất ok chị. Rất ok phải không? Dạ. Nghiêm túc vô nha, bạn gái hồi nãy là khen em trẻ nhưng bạn gái có thòng theo đó chê em đó, biết chê gì không? Hai trẻ con phải đúng rồi. Mình phải chứng minh cho bạn gái thấy là cái đó là cái mặt của mình vậy thôi, mình trẻ thôi, đúng không? Nhưng mà tính cách của mình là chỉnh chạc để có thể lo được, chở che được cho bạn ấy. Dạ. Bởi vì phụ nữ thì bây giờ là cái tuổi này là tuổi để mà tiến tới hôn nhân rồi, chứ không phải là tuổi quen đùa vui nữa. Chị Tường sẽ cho em thời gian để tự thể hiện bản lĩnh, lấy lại phong độ, chứ nãy giờ người ta thấy em hơi trẻ con rồi đó. Rồi, mời hai bạn ăn bánh và uống nước và trò chuyện nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chào em. Thì đối với anh á, thì vô cái cách ứng xử với người khác thì mình nhiều lúc thấy mình có nói buồn quá nên mình phải mở lòng ra một chút. Dạ. Tại vì cái tính anh từ thời cấp 3 là mình ít nói rồi, nên sau khi trải qua cái sống ở xa nhà nên mình cũng thay đổi một chút. Mình trẻ con phải trẻ con về cái chuyện mà mình nói chuyện nay có mấy câu mà mình trẻ con là không phải. Nó thể hiện qua cái cách ứng xử của mình, cái cách mà mình quan tâm bạn gái mình như thế nào. Thì lúc nghe giọng thì em thấy như vậy thôi. Còn khi để mình mà có cái quen lâu thì mình mới biết được tính cách của nhau. Nên là mình cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xem mình như thế nào, chứ không phải là cứ qua một cái gặp mặt ngày đầu tiên và cái ứng xử thì mình mới phán xét một con người, thì đó không phải. Sở thích của em như thế nào nhỉ? Sở thích như ngày rảnh rồi em làm gì hả đó anh? Rảnh rỗi thì em đi trà sữa với các bạn thân của em á, hay đi coi phim nữa. Với rất là thích chụp hình luôn, nên là cũng mong người yêu hay là bạn trai của em cũng biết chụp hình. Ok. Tại vì cái bếp anh cũng vậy. Anh có thích đi phượt không nhỉ? Hồi trước á, em thích đi phượt lắm. Mà bây giờ á, mình còn... Tại đi xa quá thì kiểu em thì... Cái đi phượt đó là em hay bị ngủ gật á, nên em sợ. Sự thật em cũng mặc hay nhỉ? Bếp anh cũng vậy đó. Vậy anh có hút thuốc không anh? Không, không anh. Tại vì ba anh á là... cái truyền thống nhà anh là không có hút thuốc. Nên là... Bạn anh gắn thuốc lắm nên không bao giờ. Nếu như mà hôm nay mình có cơ hội thì anh có muốn yêu xa không anh? Anh sẽ vì em mà. Tại vì nếu mình cho nhau cơ hội thì ở đâu anh cũng không có ngại cả. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Tôi nghe tới câu anh sẽ vì em tôi vô rồi đó. Được, nãy giờ cặp này trò chuyện hợp lý. Chưa nghe nói gì tới chuyện tỏ tình đồ hay là bây giờ buổi hẹn hò đầu tiên sao hết trơn vậy em. Chờ hoài luôn. Chứ không thôi có nhiều cặp lên đây ngồi nói chuyện cho đã xong rồi bấm nút xong đi ra về chương trình cái là mất tiêu luôn. Chị không muốn vậy, mang tiếng chị mà mai quá à. Mình phải có một cái đánh nhanh rút gọn vô một cái, ít nhất là phải có thiết lập được một cuộc hẹn sau cái chương trình này. Dạ cái điều đó là điều hiển nhiên rồi chị. Nãy giờ chưa có nghe, tôi rình nó hoài tôi đâu có nghe đâu. Nếu mà mình có cho nhau cơ hội thì mình có thể nói chuyện ngay trong hôm nay được không nhỉ? Dạ được ạ. Trời bà dễ tính quá, dễ dãi quá. Người ta kêu một cái cuộc hẹn là cuộc hẹn khác, ngày khác. Còn hôm nay lại cái chương trình đã tạo cho mình cơ hội là cái hôm nay không có tính. Bởi vậy thiệt tình luôn, bởi gái thiệt khổ tâm ghê. Thôi được rồi, bây giờ hồi nãy Tường ra ngoài thì Tường có ngồi chung với người nhà của hai bạn. Hôm nay là ai cũng có dắt người thân đi theo đúng không? Yeah. Bây giờ mình sẽ trò chuyện vài câu với những người thân của mình xem ý kiến của họ cho cái buổi gặp mặt của mình hôm nay như thế nào nhé. Mời hai bên vào ạ. Trời, nhà gái đông dữ, nhà trai đâu, mình em thôi hả? Trời ơi đông quá, lấn át quá. Trời ơi, chắc 5-6 cô này trong hình hồi nãy phải không? Dạ đúng rồi chị, đó là người bạn thân của em. Rồi bây giờ bên đây mình lép vế mình nói sau đi, bên đây nói trước. Thế tụi em là như thế nào với bạn gái ở đây? Tụi em thì có đây với đây với đây là học từ cấp 3 chơi với nhau từ cấp 3. Còn đây là em họ của bạn em. Rồi
Ê, hôm nay nãy giờ đứng ở ngoài là nghe hết câu chuyện phải không? Tôi nghe nãy cô nào ngồi gần tôi bàn tán dữ lắm. Ok, đây là đó. Bây giờ cho chút xíu ý kiến coi. Em cảm thấy rất là ekip thì rất là chuyên nghiệp. Dạ, thì ai cũng vui tính hòa hợp. Còn riêng anh em chính ở đây á, thì cảm thấy hợp với bạn em khoảng 6 trên 10. Chỉ có là cái tiêu chuẩn là bạn em, bạn này hơi chê bạn em lùn là em không thấy, thấy nhục nhột đó. Đó, chỉ có cái đó thôi. Với lại ngoài ra thì không có cái gì để em thấy mọi thứ là ok. Biện Minh coi, Biện Minh đi nhột nguyên một nhóm luôn kìa. Em nói sao với bạn này nghĩ sao em chê bạn ấy lùn người ta? Vì cái tiêu chuẩn em đặt ra thôi mà. Em không hề chê. Nhưng mà đó là tại ước mơ thôi, ước mơ trong đời không? Đâu có ai đâu ngờ. Mở ra nó khác nhưng mà người ta vẫn ok mà. Người ta vẫn rất là hân hoan đúng không? Rồi, thế vui lên em, mình dù mình ít người nhưng mình không sao. Có chị Tường, em là gì? Dạ em là anh họ ở trong. Anh á hả? Rồi hôm nay anh nhìn thấy cái buổi hò hẹn này anh có cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy buổi hò hẹn này, nói chung là em thấy bạn nữ cũng vui tính, cũng dễ gần, cũng nói chuyện dễ thương. Với lại em thấy cũng hợp với bạn em, bởi vì nó tính nó ít nói lắm. Nói chung là bù qua sức lại anh thấy cũng rất hợp. Nó có tật xấu gì không em? Không có tật xấu gì, nó cũng không hút thuốc. Nhậu nhạc thì lâu lâu anh em rồi nó cũng làm ít, uống ít vậy nó nghỉ chứ nó không uống nhiều. Nó cũng, nó còn cái tính của nó, nhìn nhà tính nó rất là trưởng thành luôn á chị. Vậy mà sao nó ế vậy em? Đi cứ đi làm về là ở nhà, không có thích ra ngoài đường. Ít khi đi chơi, có khi nào mà em lên em rủ cái này là nó mới đi với em thôi, còn là ở nhà biết. Thôi dạo này em đừng rủ nó nữa nha. Mà em hãy điện thoại nên đốc thúc nó chịu khó đi xuống Biên Hòa nha. Nó hơi tình yêu hơi xa xa chút vậy, nó phải có động lực nó mới trưởng thành, nó đi cho nó gió rồi cho nó sạm chút xíu. Rồi em có bồ chưa? Dạ chưa. Em có muốn cười nãy cô nào là cô này nãy ngồi gần tôi phải không? Hồi nãy em vụ này là cái gì vậy? Em like này là lúc đó cái ý gì vậy? Em like vậy? Dạ thật ra thì em thấy bạn của em với bạn em á thì thấy có nít phu thê. Dạ nên là em mới like. Vậy bây giờ bốn bạn cử đại diện, giờ mình nói một câu gì đó để mà mình, như một cái lời khuyên hay là một lời nhắn nhủ gì đến người bạn gái của mình đi, để ngồi nó cô còn đưa ra quyết định chứ. Em có bốn từ để nói với bạn em thôi. Đó là bấm đi đừng ngại, bấm đi đừng ngại. Bấm đi đừng ngại, không bấm tao bấm. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn nha. Rồi cảm ơn em luôn. Quá vui, quá vui. Bây giờ chương trình sẽ có thêm một vài cái trò chơi nhỏ nhỏ dành cho các bạn nữa nha. Bây giờ chúng ta mỗi bạn sẽ bóc một lá bài, coi chương trình đưa ra cái yêu cầu gì. Rồi đọc lớn lên coi nè. Cô bạn gái của bạn bị rớt dây giày hoặc làm rơi giày như lọ lem, bạn sẽ làm gì? Tái hiện thử với bạn đối diện. Hiểu không? Làm liền. Đứng lên em, rồi cởi chiếc giày quăng ra ngoài đó giùm chị đi em. Đó, để coi ảnh làm gì. Giờ rớt xúc chiếc giày ra đi, rồi mình cởi một chiếc giày ra đi. Đó, mình quăng để ra đó. Đó. Rồi mình đi cà nhắc nè em. Đó, coi bạn trai mình làm gì. Đó, trời ơi, nhỏ này nó cũng ác dữ. Tao quá. Trời ơi, nó ác ghê vậy đó. Rồi, đó được rồi. Trời ơi. Đó là thử thách á chị. Thử thách đó. Cẩn thận hơn nhà em yêu, cẩn thận hơn nhà em yêu. Được không em? Dạ được ạ. Nãy biết vậy chị để đi xa tú ngoài kia luôn. Rồi giờ đứng gần coi, hai đứa nhìn nhau đứng gần coi. Chiều cao cân xứng không em? Nãy em nói em 1m8 mà nhiều khi giờ dưới 1m6 là lùn quá đâu gì đó. Rồi giờ sao em? Thôi cứ né một bà thấy dễ thương mà thôi, không tính tới chiều cao nữa vậy. Nhỏ nhỏ vậy có gì ta ẩm ta chạy cho nó lẹ, đúng không? Dạ. Hợp lý quá trời rồi. Rồi về chỗ. Tới phiên bạn gái. Chương trình ta chọn người hợp lý muốn chết rồi. Hai bạn có một buổi hẹn hò lãng mạn ở ngoại ô thành phố. Vì một lý do bất khả kháng, hai bạn phải qua đêm ở ngoài. Hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Rồi làm gì nói đi, em muốn làm gì em nói trước đi. Thôi bạn trai nói trước đi, để phụ nữ ta nói sau nè. Thôi cái thử thách cho bạn sao em nói. Trời ơi, ngày nó làm gì ghê quá trời. Anh nếu ở ngoại ô thành phố, bắt xe về thôi chị. Cái gì bắt xe về? Ta bất khả kháng rồi, ta không về được rồi. Họ đang đi hẹn hò với nhau nữa. Ví dụ như bữa nay đang hẹn ở trên Bửu Long hay gì nè. Rồi đang chơi gì, đang hẹn hò cà phê giống cảnh hay gì đó, làm gì tôi đâu biết. Dạ. Trường hợp bất khả kháng giờ trong Bửu Long đóng cửa đột xuất, có cái chuyện gì rồi, hai đứa ở trỏng làm gì giờ? Dạ, gọi người thân đến cứu ạ. Cứu đâu, đã bất khả kháng rồi mà cứu. Đi hẹn hò với bạn trai chứ phải bị gì đâu mà đi cứu. Ủa mà lý do bất khả kháng là sao vậy?
ấy là không liên lạc được với người thân. Thì bây giờ là coi như là không có đi rồi, hai bạn chỉ có ở đó với nhau thôi đó, vậy hai bạn sẽ làm gì với nhau đêm đó? Đưa đây tôi đọc cho rõ coi, bởi vậy bực bội dễ sợ luôn nè. Đây nè, hai bạn phải qua đêm ở ngoài, hiểu không? Coi như mình đang đi chơi, đang hẹn hò nè, mà vì một lý do bất khả kháng nè, hai đứa mình không có đi về nè, hai bạn phải ở qua đêm bên ngoài. Vậy thì hai bạn sẽ làm cái gì cùng nhau trong cái đêm đó? Ví dụ như là chơi bánh đũa, ví dụ như là đốt đèn cầy, hay là chơi bún thung, hay chơi cò cò, hay là ngồi ngắm sao gì đó, thí dụ vậy. Thì em muốn em sẽ làm gì với bạn gái đêm hôm đó? Em thì chắc kêu đồ ăn, chứ ăn tới sáng luôn á chị. Kêu đồ ăn, ăn tới sáng luôn hả? Nói thiệt lòng coi nè, vậy em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Không biết nói gì luôn á chị ạ. Bởi vì đầu óc đen tối quá à. Em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Dạ thì mình thức tới sáng nói chuyện luôn chị. Có một cơ hội. Mình nghĩ đơn giản thôi. Cơ hội, đáng lẽ mình hẹn hò là tối mình phải về đúng không? Một cái cơ hội bất khả kháng nào đó, mình không có phương tiện đi về. Dạ. Hoặc là mọi thứ gì đó, thì mình ngồi đó mình có thêm một cơ hội trò chuyện với nhau tới sáng. Dạ. Biết bao nhiêu câu chuyện khi đã yêu nhau rồi, nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện nữa, đúng không? Dạ. Nghĩ chi đầu óc đen tối vậy? Ăn gì mà ăn tới sáng? Ăn thịt nhau à? Cười hay lắm. Rồi thôi cũng tạm được đi, mấy bạn này còn trẻ còn ngại ngùng, đầu óc đen tối quá. Chương trình này có để sẵn đây cho các bạn ha, mấy tấm giấy với hai cây viết, chắc là có ý đồ muốn vẽ, muốn viết, muốn làm thơ gì trên đó đó. Hai bạn muốn viết gì cho nhau đọc rồi viết đó. Trong vòng một phút các bạn hãy làm một cái gì đó để tặng người bên kia làm kỷ niệm. Sao bên đây ngắn gọn quá vậy đó? Trao nhau làm kỷ niệm đi rồi đưa lên. Đưa lên máy quay coi là cái gì. Đọc đi cưng. Cái này là cái gì vậy? Bấm nút nhanh, mặt cười. Còn cái này là cái gì? Mặt cười. Thôi ra mặt cười hả? Dạ. Còn cái trái tim mà có chỉ nó là ý gì? Tim có gai. Tim đang rung động hả vậy? À rung động hả? Trời dịch hay dữ vậy. Cái đó, ủa tim đang rung động hả? Dạ. Ủa cái tim mà có chỉ là tim sao? Tim xù lông nhím hay? Dạ, tim đang rung động ấy chị. Thiệt luôn hả? Xạo nữa. Lúc em vẽ cái trái tim em chỉ này là ý em là gì? Tim đang phát sáng hay là gì? Dạ, tim đang phát sáng là đã tự cho bản thân và cũng là cho nhau một cơ hội. Chuyện như vậy đó chị. Còn trái tim em sẽ trả lời trụ lụi vậy? Anh trai cái bài là trái tim thôi kìa. Thì tới đây là cũng là chương trình tạo cơ hội là cũng tạo cho mình một cái duyên rồi. Dạ. Nên thì anh hy vọng là chúng ta sẽ trao cho nhau những sự yêu thương đầu tiên. Và bằng việc là bằng bấm nút. Mình bấm nút nha anh. Trời, bà cứ bấm nút hoài, sợ tao không bấm hay gì đó, viết tờ giấy đâu mà còn bấm nút nha anh nữa. Rồi tự đặt tay vô nút bấm đi. Cặp này chắc tôi khỏi đếm luôn á. Bỏ tay vô. Có cần nhắm mắt không? Chứ người ta là nhắm mắt đó. Hay hai đứa nhìn nhau luôn đi, nhìn thẳng vào nhau đi. Mình phải làm khác biệt chút xíu. Một. Hai. Ba. Bấm nhanh, bấm nhanh mà bấm cũng chậm hơn người ta, nó thiệt chán cù ghê luôn. Thôi tại lùng á, với không tới, bấm cái lực hơi yếu, thông cảm nha cưng nha. Thì rồi, mời hai bạn về một đây đứng. Rồi, xứng đôi dễ thương ghê rồi, nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim nè, bác nữa hẹn hò là coi phim luôn. Rồi. Gửi cho em một món quà để làm đẹp của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Em cảm ơn. Bây giờ hai bạn nè, hãy gửi tặng cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh hội nha. Dạ. Hãy khom xuống nè, đó. Vậy mới có hành động chứ, đừng nếu mà ngang mình có đơn giản quá không? Muốn gì phải xòm xuống rồi vậy mới được. Dạ. Nhỏ kia muốn thì nhón lên nha. Rất là vui khi ngày hôm nay các Tường đã mai mối thành công một cặp đôi mà Tường thấy họ có những cái điểm khởi đầu rất là dễ thương, cũng có những cái suy nghĩ cũng rất là trùng hợp với nhau. Và hy vọng rằng các bạn ấy sẽ dành cho nhau nhiều thời gian để thăm hỏi, để tìm hiểu và sớm tiến tới một cái tương lai gắn kết giữa cả hai. Nếu như mà hôm nay mà chị không có dắt được ai về nhà thì đuổi ra khỏi nhà luôn, cũng cho vô nhà nữa. Tống cổ luôn, dọn dẹp đồ sẵn hết rồi. Okay. Giờ mà không dắt ai được về là quăng vali ra ngoài đường là muốn đi đâu đi. Ê hết luôn á chị, một đàn này luôn. Ê một đàn luôn chị ơi.
nữa cho mình. Và cũng hy vọng là anh đó sẽ là một mối tình bền chặt với chị tới hết cái quãng đời sau.